Đức Phật lại bảo Bồ Tát Văn Thù: Này Văn Thù Sư Lợi, bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là con trai của một vị đại trưởng giả. Quãng thời gian lâu xa này không có cách nào để diễn tả cho đích xác được. Nếu lấy tất cả lúa, đây, tre, lau, núi, đá, bụi bặm vân vân, cứ mỗi vật làm một sông Hằng, rồi mỗi hạt cát trong mỗi sông Hằng là một cõi giới, mỗi hạt bụi trong mỗi cõi giới là một kiếp, như tỷ dụ nói trên, thì làm sao có thể tính cho xuể được? So với việc tính toán các số liệu để có thể phóng hỏa tiễn lên tận mặt trăng, thì tỷ dụ trên còn phức tạp và nan giải hơn nhiều. Hiện nay con người phóng hỏa tiễn vào không gian được là nhờ dùng số học để tính toán tốc lực, định phương hướng, cũng như suy luận xem làm thế nào để có thể ngừng lại hoặc đáp xuống. Khi lọt vào quỹ đạo không gian thì phải di chuyển ra sao? Công việc này đòi hỏi bao nhiêu hỏa lực để đạt được? Tất cả đều căn cứ vào toán học để tính toán. Sau khi tính ra được những số liệu chuẩn xác rồi thì người ta mới có thể phóng hỏa tiễn vào từng khí quyển. Tuy nhiên, những số liệu này còn có thể tính ra được. Vì có số kiếp tu hành lâu dài của Địa Tạng Bồ Tát thì chúng ta không thể nào tính được. Cho dù môn số học có tiến cao hơn nữa, khoa học có tinh vi hơn nữa, cũng chẳng có cách nào tính toán ra cả. Thuở đó, trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Sư tử là chúa tể của loài thú. Hễ sư tử gầm lên một tiếng thì núi rừng rúng động, muôn thú đều đinh tai nhức óc và đều khiếp sợ đến nỗi chạy không được, đứng cũng không vững, toàn thân bủn rủn, thậm chí còn ngã lăn ra đất. Phấn tức là hưng phấn, hăng hái. Tấn có nghĩa là nhanh chóng, mau lẹ, biểu thị sư tử chạy nhanh vô cùng. Do đó, sư tử phấn tấn hàm ý dũng mãnh, tinh tấn, nhanh nhẹn. Cụ túc vạn hạnh là chỉ Đức Phật có đủ lục độ vạn hạnh. Vậy lúc Địa Tạng Bồ Tát là con trai của một vị đại trưởng giả thì có Đức Phật sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh đang trụ thế. Kinh văn: Lúc bấy giờ trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, ngàn phước trang nghiêm, bèn bạch hỏi Đức Phật đó tu hạnh nguyện gì mà được tướng mạo như thế. Khi ấy Đức sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: Muốn chứng được thân tướng này cần phải lâu đời độ thoát tất cả những chúng sanh bị khốn khổ. Lược giảng: Lúc bấy giờ trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, ngàn phước trang nghiêm. Nhờ đâu mà Đức Phật có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Nhờ có ngàn phước trang nghiêm. Thế nào gọi là ngàn phước? Chúng ta trì ngũ giới, hành thập thiện thì được 100 phước, rồi cứ mỗi con số lại biến thành 10, nên thành ra 1000. Đó gọi là một thiện, một phước. Tập trung lại thì thành 1000 phước. Đây chính là ngàn phước trang nghiêm. Đương thời con trai của ông trưởng giả thì Đức sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ngàn phước trang nghiêm, tướng mạo vô cùng viên mãn, vi diệu.
bèn bạch hỏi Đức Phật đó tu hạnh nguyện gì mà được tướng mạo như thế. Còn ông trưởng giả thỉnh vấn Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai rằng: Bạch Đức Như Lai, chẳng hay ngài đời trước nhờ tu hành pháp môn gì, lập thệ nguyện gì mà nay có được tướng tốt viên mãn hoàn hảo như thế? Khi ấy Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: Muốn chứng được thân tướng này cần phải lâu đời độ thoát tất cả những chúng sanh bị khốn khổ. Ông muốn có được thân tướng giống như ta ư? Vậy thì ta sẽ nói cho ông rõ. Ông cần phải trải qua thời gian rất lâu và rất dài để cứu vớt cho hết tất cả những chúng sanh đang chịu cảnh trầm luân khổ sở. Khi các chúng sanh ấy được xa lìa khổ não thì ông được tướng mạo viên mãn. Như thế có nghĩa là ông độ cho chúng sanh thành Phật thì bản thân ông cũng được thành Phật. Kinh văn: Này Văn Thù Sư Lợi, bây giờ trưởng giả tử nhân đó liền phát nguyện rằng: Từ nay cho đến tận vị lai kiếp chẳng thể tính đếm về sau, tôi sẽ vì những chúng sanh tội khổ trong lục đạo mà quản thiết nhiều phương tiện làm cho họ được giải thoát tất cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi đã ở trước Đức Phật đó mà lập đại nguyện như thế, nên đến nay đã trăm ngàn vạn ức na đo tha, bất khả thuyết kiếp, mà vẫn còn làm vị Bồ Tát. Lược giảng, Đức Phật lại hỏi Bồ Tát Văn Thù rằng: Này Văn Thù Sư Lợi, bây giờ trưởng giả tử nhân đó liền phát nguyện rằng: Từ nay cho đến tận vị lai kiếp chẳng thể tính đếm về sau. Tận vị lai kiếp tức là chỉ cho vô số vô lượng kiếp về sau, tận cùng của số kiếp trong đời vị lai, đến hết kiếp vị lai. Kiếp vị lai vì sao lại có thể hết được? Kiếp vị lai vốn chẳng thể hết hay cùng tận được. Nhưng ở đây nói hết là ám chỉ khoảng thời gian dài bất tận, lâu dài đến nỗi không thể nào tính xuể là bao nhiêu kiếp. Sau khi được nghe Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai giải thích xong, con trai ông trưởng giả bèn phát tâm lập nguyện rằng: Kể từ bây giờ cho đến tột số kiếp chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi sẽ vì những chúng sanh tội khổ trong lục đạo mà quản thiết nhiều phương tiện. Bởi chúng sanh ở thế giới ta bà cử tâm đồng niệm không chi là không tội, không chi là không nghiệp, cho nên họ được mệnh danh là những chúng sanh tội khổ trong lục đạo. Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Quảng là rộng rãi, thiết là thiết lập, đặt ra. Vậy quảng thiết nhiều phương tiện tức là tùy nghi mà đặt ra vô số pháp môn phương tiện, chứ chẳng phải chỉ có một mà thôi, làm cho họ được giải thoát tất cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Con trai ông trưởng giả nguyện rằng đến khi nào mọi chúng sanh tội khổ trong lục đạo đều lìa khổ được vui và đều thành Phật cả rồi, thì bấy giờ anh ta mới thành Phật. Nếu còn sót một chúng sanh chưa thành Phật, thì con trai ông trưởng giả này cũng sẽ chưa thành Phật. Có câu: Như nhất chúng sanh dị thành Phật, trung bất ư thử, thủ nê hoàng. Nghĩa là nếu còn một kẻ chưa thành Phật, tôi quyết không về cõi Niết Bàn. Đức Phật dạy tiếp: Này Văn Thù Sư Lợi, Địa Tạng Bồ Tát bởi đã ở trước Đức Phật đó mà lập đại nguyện như thế, nên đến nay đã trăm ngàn vạn ức na do tha, bất khả thuyết kiếp, mà vẫn còn làm vị Bồ Tát. Na do tha
là một con số rất lớn của Ấn Độ. Bất khả thuyết cũng ám chỉ một con số lớn vô kể. Do đó, Najatha bất khả thuyết kiếp có nghĩa là số kiếp nhiều đến nỗi không thể nói hết. Con trai ông trưởng giả, tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát, đã đối trước Đức Phật, sư tử phấn tấn cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai mà phát lời đại nguyện đó. Và từ ấy đến nay đã trải qua quãng thời gian lâu dài tới cả trăm ngàn vạn ức Najatha kiếp như thế, mà Ngài Địa Tạng vẫn còn làm vị Bồ Tát chứ chưa thành Phật.